vào trung tâm bao bọc xung quanh là các ngọn núi, giữa một vùng thiên nhiên đẹp hùng vĩ. Ngoài ra trong khu vực lòng hồ còn có các bản dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú với sắc thái văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc Tây Bắc, là một tài nguyên du lịch hấp dẫn. Thank you.